Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên Nghĩa Tin Tức. Hôm nay Chủ nhật, ngày 28 tháng 7. Trước tiên thành thật xin lỗi quý vị và các bạn. Có nhiều người hỏi, tại sao bác không làm các video giải ảo như trước? Xin thưa với các bạn là tôi đã bị kiểm duyệt từ lâu rồi. Khi tôi tạo một account nào đó, là ngay lập tức bị xóa ngay trong vòng một tuần. Và chuyên mục Nghĩa Tin Tức này cũng bị khóa cách đây 2 ngày. Vậy nên, có người chỉ tôi cách này không xuất hiện khuôn mặt nữa. Các bạn chỉ có thể nghe giọng nói của tôi. May ra thì còn tồn tại được lâu. Nếu quý vị yêu mến tôi, hãy đăng ký làm thành viên của Nghĩa Tin Tức để ủng hộ tôi. Tôi xin đi vào chuyên mục giải ảo thời sự ngày hôm nay với tựa Hezbollah bắn hỏa tiễn từ Lebanon vào Israel. Hôm thứ Bảy, 27 tháng 7, lực lượng khủng bố Hezbollah do Iran yểm trợ đã từ Lebanon bắn hỏa tiễn do Iran chế tạo vào một sân bay, khiến ít ra 12 trẻ em 10-20 tuổi thiệt mạng tại thị trấn Maidal Shams trên cao nguyên Golan. Tin tức và hình ảnh của Times of Israel. 12 người thiệt mạng, tất cả đều trong độ tuổi từ 10-20. Khi tên lửa của Hezbollah bắn trúng sân bóng đá, làm dấy lên nỗi lo sợ chiến tranh lan rộng hơn. Tên lửa do Iran sản xuất bắn từ Lebanon, trúng thị trấn Majid al-Shams của người Druze ở Golan. Israel bác bỏ lời phủ nhận của Hezbollah. Hàng chục người khác bị thương. Các quan chức báo hiệu phản ứng có thể là chưa từng có. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng vào thứ Bảy, chủ yếu là trẻ em và thanh thiếu niên, và hàng chục người khác bị thương khi một quả rocket bắn từ Lebanon trúng một sân bóng đá ở thị trấn Majid al-Shams của người Druze ở phía bắc cao nguyên Golan. Đây là cuộc tấn công đơn lẻ gây chết người nhất của Hezbollah vào miền bắc Israel kể từ khi giao tranh bắt đầu vào tháng 10. Người dân và những người ứng cứu đầu tiên đã mô tả cảnh tượng đẫm máu trên sân. Mặc dù còi báo động đã vang lên, nhưng đó là cảnh báo quá ngắn đối với các nạn nhân, những người không thể chạy trốn kịp thời. IDF cho biết vào cuối ngày thứ Bảy rằng tất cả 12 người tử vong đều ở độ tuổi từ 10-20. Cuộc tấn công gây sốc đã dẫn đến những người hứa trả đũa nhanh chóng và thảo luận về một phản ứng chưa từng có giữa các quan chức Israel khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu vội vã trở về từ Hoa Kỳ, làm dấy lên nỗi lo về một sự leo thang mới và một cuộc chiến tranh toàn diện có thể xảy ra giữa Israel và nhóm khủng bố Lebanon. Một viên chức chính quyền Biden bày tỏ lo ngại rằng cuộc tấn công chết người của Hezbollah có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và nhóm khủng bố do Iran hậu thuẫn. Những gì xảy ra hôm nay có thể là nguyên nhân khiến chúng tôi lo lắng và cố gắng tránh trong 10 tháng, viên chức này nói với Axios. Các chính trị gia từ khắp nơi đều bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ tấn công và chỉ trích chính phủ đã không mang lại an ninh cho miền Bắc sau nhiều tháng giao tranh, đồng thời yêu cầu hành động quyết liệt chống lại Hezbollah. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, Trưởng Đô đốc Daniel Hagari, cho biết trong một cuộc họp báo vào tối thứ Bảy rằng tất cả các nạn nhân đều ở độ tuổi từ 10-20. Các bức ảnh và video từ hiện trường ngay sau vụ tấn công bằng tên lửa cho thấy mọi người vội vã chạy đến giúp đỡ những người bị thương và các bậc cha mẹ tuyệt vọng tìm kiếm con mình. Trung tâm y tế Baruch Padeh gần Tiberias cho biết 4 người trong tình trạng nghiêm trọng đã được đưa đến bệnh viện. Trung tâm y tế Zif ở Safed cho biết đã tiếp nhận 32 người bị thương, bao gồm 6 người đang được điều trị tại khoa chấn thương, 13 người trong tình trạng từ trung bình đến nghiêm trọng và 10 người bị thương nhẹ. 4 người thương vong khác đã được đưa đến trung tâm y tế Rambam ở Haifa. Các quan chức cho biết, các nhân viên y tế tuyên bố
10 nạn nhân đã tử vong tại hiện trường, trong khi 2 người được tuyên bố tử vong tại bệnh viện. Chúng tôi chứng kiến cảnh tàn phá khủng khiếp khi đến sân bóng đá, cũng như các vật dụng đang bốc cháy, có thương vong trên bãi cỏ và cảnh tượng thật kinh hoàng. Idan Afsalom, một nhân viên y tế của dịch vụ xe cứu thương mà Jen David Adom cho biết. Hezbollah ban đầu nhận trách nhiệm phóng một loạt tên lửa Katyusha và một tên lửa Falak hạng nặng vào một căn cứ quân sự gần đó. Khi tin tức về vụ tên lửa hạng nặng tấn công thị trấn Druzy và hậu quả chết người của vụ tấn công xuất hiện, nhóm khủng bố đã ra tuyên bố rằng họ hoàn toàn không liên quan gì đến vụ việc. Quân đội đã bác bỏ lời khẳng định đó, nói rằng cuộc tấn công do nhóm khủng bố Hezbollah thực hiện, trong khi trích dẫn các đánh giá do IDF thực hiện và thông tin tình báo đáng tin cậy mà chúng tôi có được. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ đã xác định được tên lửa được nhóm khủng bố phóng từ một khu vực ngay phía bắc làng Cheba của Lebanon. Trong cuộc họp báo tại hiện trường, Hagari đã xác định tên lửa bắn trúng Majd al-Shams là tên lửa Falak 1 do Iran sản xuất. Một tên lửa Falak 1 đã bắn trúng sân bóng đá này, đó là tên lửa của Iran, được sản xuất tại Iran. Một tên lửa có đầu đạn chứa hơn 50kg thuốc nổ, ông nói. Những phát hiện pháp y tại hiện trường chỉ ra tên lửa này. Falak 1 chỉ được nhóm khủng bố Hezbollah sử dụng. Nhóm này đã thực hiện cuộc tấn công này từ Cheba, Hagari nói thêm. Đại tá Avichai Adrei, người phát ngôn tiếng Ả Rập của EDF, đã tiết lộ tên của chỉ huy Hezbollah đã chỉ đạo vụ tấn công bằng tên lửa chết người. Ông cho biết vụ tấn công được chỉ đạo bởi Ali Muhammad Yahya, chỉ huy một bãi phóng tên lửa ở khu vực Cheba. Adrei nói thêm, bất chấp mọi nỗ lực phủ nhận, Hezbollah phải chịu trách nhiệm về vụ thảm sát ở Majd al-Shams và vụ giết hại trẻ em và bé trai trên sân bóng đá. Trước đó, Hagari cho biết, theo cuộc điều tra ban đầu, còi báo động tên lửa đã vang lên trong thị trấn, nhưng đây là cảnh báo tức thời, quá ngắn. Trong giờ qua, Hezbollah đã nói dối và phủ nhận trách nhiệm về vụ việc, Hagari nói. Tin tức tình báo của chúng tôi rõ ràng, Hezbollah phải chịu trách nhiệm về vụ giết hại trẻ em vô tội. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau của các gia đình và ôm lấy cộng đồng Druze trong thời điểm khó khăn này, ông nói thêm. Một lần nữa, sự tàn bạo của Hezbollah với tư cách là một tổ chức khủng bố lại bị phơi bày. Đây là một sự cố rất nghiêm trọng và chúng tôi sẽ hành động phù hợp. Các quan chức Israel đã ám chỉ rằng phản ứng quân sự đối với cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah có thể sẽ rất quyết liệt. Văn phòng của ông cho biết các quan chức quân sự và an ninh cấp cao đã trình bày với Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant các phương án hành động chống lại Hezbollah để đáp trả vụ tấn công chết người này. Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố, Gallant đã xác định các phương hướng hành động và chỉ đạo cơ quan quốc phòng theo đó. Bộ trưởng đã có cuộc đánh giá với Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, Trung tướng Herzi Halevi, người đứng đầu Shin Bet Ronen Bar, người đứng đầu Mossad David Barnea và các quan chức khác. Kênh 12 dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel trong phái đoàn thủ tướng tới Washington cho biết, những sự kiện ở phía Bắc sẽ mang lại bước ngoặt lớn trong cuộc giao tranh ở khu vực này. Can News trích lời một viên chức cấp cao giấu tên cho biết, thảm họa tại Majd al-Shams có thể báo hiệu một sự thay đổi hướng đi trong cuộc chiến. Một viên chức an ninh nói với đài truyền hình công cộng, đây là một sự cố mà chúng tôi sẽ không bỏ qua, sẽ có một phản ứng nghiêm khắc. Netanyahu, người vẫn ở Hoa Kỳ vào thứ Bảy sau bài phát biểu trước Quốc hội và các cuộc họp với các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ,
đã bay về Israel sớm hơn vài giờ sau vụ tấn công. Cuộc tấn công xảy ra sau khi IDF vào chiều thứ Bảy đã tấn công một nhóm tay súng Hezbollah tại một kho vũ khí ở Kafkila, miền nam Lebanon. Quân đội cho biết các hoạt động này đã bị quân đội của đơn vị thu thập tình báo chiến đấu số 869 xác định khi tiến vào kho vũ khí, và một thời gian ngắn sau đó, một cuộc không kích đã được thực hiện. Hezbollah sau đó xác nhận rằng bốn thành viên của họ, gồm các thành viên của lực lượng tinh nhuệ Nukba của nhóm khủng bố, đã thiệt mạng trong cuộc không kích. Các cuộc bắn rocket từ Hezbollah hướng về phía bắc Israel vẫn tiếp diễn trong suốt thứ Bảy, với một vụ đã làm hư hại một ngôi nhà ở cộng đồng biên giới Arab al-Arasne vào buổi sáng. Không có thương vong nào được báo cáo trong cuộc tấn công đó. Trong khi đó, một máy bay không người lái của Hezbollah đang hướng đến cơ sở hạ tầng khí đốt ngoài khơi thuộc vùng biển lãnh thổ của Israel. Vào sáng thứ Bảy, đã bị hệ thống Iron Dome gắn trên tàu, còn gọi là Sea Dome, bắn hạ. Theo IDF, một trong những tàu hộ tống Sa-6 của Hải quân đã chặn máy bay không người lái ở khoảng cách đáng kể so với mỏ khí Karish và không có mối đe dọa nào đối với cơ sở hạ tầng ngoài khơi trong vụ việc. IDF cho biết họ vẫn đang điều tra xem máy bay không người lái có chứa chất nổ hay được Hezbollah sử dụng để giám sát hay không. Kể từ ngày 8 tháng 10, lực lượng do Hezbollah cầm đầu đã tấn công các cộng đồng và đồn quân sự của Israel dọc biên giới gần như hàng ngày. Và nhóm này cho biết họ làm như vậy để hỗ trợ Gaza trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra tại đây. Cho đến nay, các cuộc giao tranh đã khiến 24 thường dân Israel thiệt mạng, bao gồm cả cuộc tấn công hôm thứ Bảy, cũng như cái chết của 18 binh lính IDF và quân dự bị. Cũng có một số cuộc tấn công từ Syria nhưng không có thương vong. Hezbollah đã nêu tên 381 thành viên đã bị Israel giết trong các cuộc giao tranh đang diễn ra, chủ yếu ở Lebanon, nhưng cũng có một số ở Syria. Tại Lebanon, 68 chiến binh khác từ các nhóm khủng bố khác, một người lính Lebanon và hàng chục thường dân đã bị giết. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe. Hãy ghi danh vào chuyên mục Nghĩa tin tức để ủng hộ tôi. Xin cảm tạ.